Đã bao ngày nương náu chốn từ bi, tưởng đâu Lan đã dứt được lòng trần, quên nỗi sầu xưa. Nào ngờ Lan tại con sắp giả biệt cuộc đời, nên tai nghe tiếng nói của ân sư mà cứ ngỡ người xưa vừa kịp đến. Con đã muốn quên lãng chuyện tình xưa để chôn vùi kỷ niệm, nhưng mà trời đất như cũng vô tình khơi lại niềm đau. Ngập ngừng rơi trong gió, nhưng nỗi sầu xưa chồng chất giữa bàn rơi như con thuyền nhỏ bơi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bên sông buồn nay chắc vẫn con đò đưa, vì khách sang sông không bao giờ trở lại. Mai tranh xưa cũng u buồn quanh quê, vì người con gái tên Lan không về nữa bao giờ. Và hàng điệp ven sông cũng ôm liềm sôi đáy nước, cây cầu tre năm xưa gãy diệp đứng trên trên. Con đường làng đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng, vắng bóng người con gái quẩy hàng khi tan chợ. Thầy là bậc chân tu, vậy mà khi nghe trời chớm sang thu còn gợi trong lòng nhiều kỷ niệm. Huống chi con là kẻ đã trót mang nhiều khổ luyện, tuy khoác áo nâu sông mà lòng còn nắng nở thế gian. Câu kệ lời kinh không khuấy khỏa được chuyện lòng, tiếng mõ hồi chuông thêm gửi buồn gửi nhớ. Xác bướm cành lan đã chôn sâu nơi đáy mộ, sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con sắp giả biệt cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng hiện về nguyên vẹn.
Điệp ơi, em đã cắt đứt dây chuông là không cho anh gặp mặt. Sao tơ lòng không dừng chơi thời gian. Sức con đã tàn, hơi con đã kiệt, như đèn cạn dầu trước gió lung linh. Thầy, nếu như người xưa có trở lại tìm con, xin thầy nói lại dừng. Con đã đi, đi xa với tấm lòng thanh thản. Lan, anh là Điệp đây nè Lan. Anh là Điệp của em đây nè Lan. Kìa Lan, có phải tiếng ma kêu quỷ không? Lan, hay tiếng tự Lan trên trời chứ không? Lan, thầy ơi, trước mắt con như lung linh quyền áo. Thầy ơi, con nghe như lạnh cả chân thân. Lan ơi, anh là Điệp đây. Không, kìa tiếng quỷ vô thường. Chờ đợi rước con về, lửa đốt lập lòe, hay anh đốt ma trời. Chờ đợi dẫn đường con về tận chốn anh cung, xin giả biệt bạn lòng mà không thấy mặt. Lan ơi, em hãy gượng tỉnh đi Lan. Nhìn mặt nhau trong giây phút sau cùng, ngầu giá biệt bạc lòng. Trước giờ phút biệt ly, em hãy tỉnh lại đi, anh là Điệp của em đây là Lan. Em hãy tỉnh lại đi, anh là Điệp của em là Lan ơi. Không, không. Lan, em hãy nhìn cho kỹ, anh là Điệp của em đây, Lan ơi. Lan, anh Điệp ơi, anh Điệp ơi, gặp lại anh em mừng quá anh Điệp ơi. Vậy là em mãn nguyện lắm rồi, em vui lắm rồi. Em không có chết đâu phải không anh Điệp? Em không thể nào chết được Lan ơi. Anh Điệp ơi, mình về đi anh. Mình về quê cũ nghe anh. Em phải ráng tình dưỡng cho khỏe lại, anh sẽ đưa em về quê cũ mà Lan. Anh Điệp ơi, tai em nghe như có tiếng ve sầu ca hát, mắt em nhìn thấy con đò nhỏ ven sông, với hàng đẹp trổ bông soi hồng mặt nước. Em thấy rõ ràng gốc me tây trước nhà Việt, em đứng đó
em chờ anh. Nhưng mà anh Điệp ơi, sao anh đi với người ta mà anh bỏ em đứng đó? Anh Điệp ơi, Lan ơi, anh Điệp ơi, đừng bỏ em đi mà anh Điệp ơi. Anh xin lỗi em Lan ơi. Anh Điệp ơi, anh đừng bỏ em đi nữa nha. Anh Điệp ơi, đừng bỏ em đi nha anh. Anh sẽ không bỏ em đâu Lan ơi.